Sau đây là kết quả xổ số Đắk Lắk thứ 3, ngày 14 tháng 3 năm 2023. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 9. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 2, 1. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4308, 0895, 8794. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1348. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 46165, 29075, 15216, 90620, 26829, 36631, 07858. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 10601, 07252. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 71387. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 95893. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 350407. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 350407.